Bây giờ trước khi mà xin hòa các mời đại chúng chúng ta chắp tay và niệm phật danh Đức Phật nha. Bố cha em nghe đó, em rồi sai từ bữa nay em nghe chưa? Nam mô ta sa. Now repeat after me. Nam mô ta sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Arahato Sammasambuddhassa. A chanting together. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham Buddham Dali Buddham Buddham Saranam Saranam Gacchami Gacchami Dhammam Dhammam Saranam Saranam Gacchami Gacchami Sangam Sangam Saranam Saranam Gacchami Gacchami Dutiyambi Dutiyambi Buddham Buddham Saranam Saranam Gacchami Gacchami Dutiyambi Dutiyambi Dhammang Dhammang Saranam Saranam Gacchami Gacchami Tatiyambi Tatiyambi Sangam Sangam Saranam Saranam Gacchami Gacchami Namo Buddhaya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Sanghaya I go to the Buddha for the first time for the second time for the second time and for the last time and for the last time I go to the Dhamma For refuge, for the first time, for the second time, for the second time, and for the last time, and for the last time, I go to the Sangha, for refuge, for the first time, for the second time, for the second time, and for the last time, and for the last time, Sadhu, Sadhu, Lam Thay, well done. Excellent. Yeah, good morning. My sister and brother, today we are at the Dhamma Center, and right now today is on April 10, 2021. We are here at the Dhamma Center, and right now we would like to say the Dhamma of the Buddha in Vietnamese first. And then next time we have some English for my brother and sister who don't understand Vietnamese or some learn the Buddha of the Buddha more and more clearly. Yeah. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chúng ta có cái duyên lành lần nữa. Trưa chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, thì hôm nay là thứ nhất là ngày vui. Tháng 4 năm 2021 là chúng ta đang có mặt ở tại đạo tràng của Quỳnh Thí, vừa là một cái lớp học cho ra để mà mình sinh hoạt với nhau đó, thì cái lớp học này nó có cái kết nối rất là dễ dàng để làm cho cái đại chúng được thân thiện, thì cũng nhờ một cái người thầy mà nó giỏi á, thì cộng thêm á là cái người xung quanh là cộng sự nữa, mà ở đây chẳng hạn như là anh Hoàng Ái và chị Diệu Tâm. Wonderful, huh?
Rồi anh Hoàng Ái đó, thì Hoàng Ái gọi là Universal Law, tức là hay là Metta Karuna. Thì nhờ cái gạch nối gì đó thì gặp mấy bạn đồng tu, thì ở đây quý Phật tử ở đây, thì cái duyên lành đó, nhờ như vậy thì hôm nay nghe nói nãy mà quý vị kể cái lớp yoga là nhờ một vị thầy ngon lành đó, cho nên đó, thầy với Minh Đạo á, như nãy nói đó là muốn tự dưới đó muốn đi bộ lên đây để cùng tham gia vào hỏi. Thì quý vị thấy là một mình làm cái việc gì cũng vậy, nếu mà với cái tâm niệm lành, ý nghĩ lành và lời nói lành thì chư thiên hộ pháp ở nhiều phương khác nhau đều gia hộ và chúng mình cho. Mặc dù mình làm cái cảnh khác, vai trò khác, nhưng mà khi mà mình làm cái việc làm cái ý nghĩa đó thì các ngài đều gia hộ mình hết. Mình làm gì chư thiên biết hết á. Gọi là mình hồi xưa mình nói là cái người phước mặt á, mình nói theo cái đơn giản á, nhưng mà thật ra đó là cái những vị hộ pháp. Mình làm chuyện gì nữa, hơn nữa ngày nay cũng có internet nữa, cho nên á, mình làm nhất cử nhất động là các ngài đều biết hết. Gần gũi nhất như là cách đây 1-2 ngày, thầy Diễn Minh Đạo và dưới sự yểm trợ của đại chúng, trong đó có cô Diệu Thí và quý Phật tử đây, là làm cái việc là gạch nối giữa cái trao truyền và tiếp nối 10 cái điều đạo đức, 10 cái điều đạo đức cũng như là 10 cái sự thực tập chánh niệm đó, các ngài biết hết. Thì hôm nay thầy muốn chia sẻ một cái đề tài là hạnh phúc ngay bây giờ ở đây. Nha, để chúng cho tràn qua tay nha. I would like to say that my topic is presented today is happiness is here and now. Right. And I would like to invite the whole Sangha to sing in the spot and our time Vietnamese. Our Vietnamese first and English together. Okay. Thì thầy muốn mời đại chúng hát cái bài hạnh phúc nha, và hạnh phúc của sư ông Đồng Mai. Ta hạnh phúc liền giây phút này. 2, 3. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dâng lên cái đầu là cái câu đó tiếng Việt cũng nói cho mạnh nha, lòng đã quyết dâng lên cái đầu đi đâu nữa có gì để làm, không đi đâu nữa có gì để làm, học buồn thả sống không hồi bàn, học buồn thả sống không hồi bàn, ta hạnh phúc liền giây phút này, ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã giúp hết âu lo, lòng đã giúp hết âu lo, không dòng khi nhằm đi bước thanh thời lúc này, học buồn xa sống không vội vàng, học buồn xa sống không vội vàng. Thì quý vị thấy học hát bài tiếng Mỹ rồi sau đó mình giải thích nha. Happiness is here now, 1, 2, 3. Happiness is here now. I have dropped my worry. I have dropped my worry. Nothing to do, nowhere to go. Nothing to do, nowhere to go. There no need a hurry. There no need a hurry. Happiness is here now. Happiness is here now. I have dropped my worry. I have dropped my worry. Something to do, somewhere to go. Something to do, somewhere to go. No longer in a hurry. No longer in a hurry. Quý vị thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc nó không có đâu xa, mà hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Quý vị không? Mình thường thường mình trong mong cầu hạnh phúc ở từ cái vật chất, rồi từ chỗ này chỗ kia, rồi mình đi mong cầu, mình đi kiếm hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng không biết được. Hạnh phúc là mình có mặt ở ngay bây giờ và ở đây. Thứ nhất là người thân mình còn đó, người thương mình còn đó, mà mình trân quý người thân, người thương của mình có mặt ngay bây giờ và ở đây.
Và đặc biệt nữa là cái lớp học yoga này mà mình có mặt ở đây là mình trân quý người thầy của mình. Và khi mà một sơ diễn mà mình thành tựu là có những người cộng sự, đó là từ những người cộng sự đó là trở thành người thầy tiếp nối của mình. Nhờ cái người tiếp nối đó thì lúc bấy giờ là cái lớp học mình nó mới duy trì tiếp nối nhiều cái khía cạnh cấp độ khác nhau, thì cái lớp học mới duy trì phát triển. Mà khi phát triển rồi đó thì những cái việc làm đơn giản như đó mà cái hạnh phúc đó, nó có mặt thì nhiều tiền. Còn bây giờ mình cứ lo lắng sáng bên ngoài, mình chạy đầu này chạy đầu kia, thậm chí công ăn việc làm nữa, nhưng mà cuối cùng đó, hạnh phúc đó mình vẫn kiếm được, nhưng mà hạnh phúc ở trần thế gọi là secular happiness. Mà hạnh phúc trong cái sinh hoạt của cộng đồng mình, nhất là mình vừa ứng dụng yoga mà mình vừa ứng dụng lời dạy của Đức Phật. Quý vị thân, mình ứng dụng lời dạy Đức Phật, cái mình tô điểm cho cái lời dạy cái lớp học yoga mình, mặc dầu họ khác cái hương vị nhưng mà mình chút mình gia vị chút nữa, tự nhiên cái thức ăn nó cái thức ăn nó trở thành ngon chút. Cho nên đó, cái quan trọng là mình làm được cái nhiều cái món ăn, nhưng mà cái chế biến của mình đó là cái người thầy. Và khi mà cái người thầy học rồi đó, ứng dụng rồi đó, nó thích hợp rồi đó, là cái người tiếp nối đó, nó cũng ứng dụng theo, là thấy cái tâm mà nó đem hết cái tâm cho cộng đồng đó, thì lúc đó cái mình kiếm cái hạnh phúc đó là từ người, cái người xung quanh. Mà khi mà mình xây dựng được rồi á thì á, cái đạo tràng mình càng ngày càng hạnh phúc được. Mà khi mà hạnh phúc rồi á, lúc đó mình làm những gì mình thích thì á, cái đạo tràng mình nó phát triển. Như vậy đó thì quan trọng ở đây á, quý vị biết á, là mình học Phật pháp rồi đó, cũng cái lời dạy Đức Phật, nhưng mà khi mà mình biết cách á, mình ứng dụng cho nhiều cái lớp học và nhiều cái thành phần khác nhau. Tại vì khi người ta đến với mình á, đâu phải là một người cùng cái quan điểm của mình, cùng tôn giáo của mình, cùng cái hướng của mình, nhưng mà mình khéo mình ứng dụng cái chỗ này, mình làm chỗ kia, rồi cuối cùng nó thành một cái tác phẩm của mình, cái món quà tâm linh của mình hướng dẫn, mình đem cái kiến thức của mình ứng dụng cho nên thích hợp, thì lúc đó thì được nhiều người mến mộ. Mà khi mà mến mộ rồi đó thì cái người cùng cộng sự bên mình đó, rồi bắt đầu á người ta hỗ trợ bên mình nữa, thì mình làm cái chuyện gì hello cái này, dạ 2 phút nữa, 5 phút là có mặt liền. Chả hơi như là nãy nghe quý vị nói là anh Hoàng Ái hoặc là chị Tâm hay là Mã Phật Tử, hay là nãy thầy có nghe đó là gọi là từ đường, tiếng Mỹ gọi là the Roots Temple, là từ đường, hay là gọi là the Roots Family Temple. Là khi mà nói vậy đó, tự nhiên cái ai nghe nói cái là đại đem hết tâm lòng thì ta đến với mình. Nhưng mà nhiều khi đó mình đang cần cái gì, thậm chí ống nước bể hay cái gì đó, nhưng mà nhiều khi cái gì thăm mình gọi nhiều khi cả tiếng hay cả ngày cũng ai tới nữa. Cho nên đó, khi mà quý vị làm được cái việc làm đó thì cái xây dựng cái hạnh phúc rồi, thì hạnh phúc nó có mặt giống như mình làm, mình đem hết cái tâm trải tình thương của mình. Khi mình trải rộng cái tình thương của mình đó, thì cái tình thương cái này nó gắn kết cái tình thương của người khác. Mình làm được cái việc lành thì lúc đó bao nhiêu người hỗ trợ, khi mà mình đem cái niệm lành, tâm niệm lành và việc làm lành thì mình chỉ cần nói cái là các vị có mặt đấy. Thì mình tưởng đâu là cái chư thiên hộ pháp ở đâu xa, ở ngay hiện tiền này nè. Khi mà mình xây dựng cái cộng đồng tốt và cái việc làm tốt, rồi bắt đầu mình nói cái là các ngài có mặt xung quanh này hỗ trợ mình, thì mặc dầu mình giỏi nhưng mà không có cái người cộng sự xung quanh thì không có làm ăn gì được, nói theo ở ngoài đó. Cho nên mình làm việc gì cũng vậy, mình phải có cái tâm của mình đặt hết vào đó. Thì quý vị thấy chẳng hạn như là cái người sắc rau cũng vậy, thì nó đơn giản, ví dụ người ta cũng làm nấu ăn thức ăn, nhưng mà nhiều khi ta không có để cái tâm đó, chúng ta cứ để cái tâm nè sầu đau nè buồn phiền nè hờn giận nè, rồi vô đó cũng làm cái món ăn cho đại chúng, nhưng mà nhiều khi cái món ăn đó lại đại chúng lại ăn nhau khác. Ở đây Đức Phật dạy đó là mình làm bằng cái tâm của mình, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, thì cái món ăn đó nó trở thành ngon, đại chúng càng vui vẻ và cái người đó làm cái món ăn này á được phước, và người ăn vui vẻ thì cả cộng đồng được phước với nhau. Cho nên đó, tất cả mình làm cái gì đó cái điều có cái sự tương thích với nhau, interbeing hay là interrelated, interconnect together. Thì lúc bây giờ thì mình làm cái việc gì cũng vậy, là ai cũng cộng hưởng đó, thì
đạo tràng mình càng phát triển. Và phát triển ở đây có nghĩa là tình pháp lữ, nói thôi theo trong đạo Phật là tình huynh đệ, tình pháp lữ, tình đồng hương, tình đồng tu, quý vị không? Cho nên đó, mình xây dựng cái đạo tràng, xây dựng hạnh phúc được cái tình người, tình huynh đệ, nhất là mình là người con Phật đó, mình làm được cái gì đó thì cái hạnh phúc ngay bây giờ ở đây. Còn mình không biết á, vì thấy á, nhiều khi mình muốn hạnh phúc nhưng mà mình cứ lo đi kiếm tiền, lo kiếm vật chất, rồi mình lo công ăn việc làm, mình chạy theo, cuối cùng mình không biết cái người xung quanh mình là ai. Mình không biết á, mặc dầu người, thậm chí mấy đứa con của mình ở đây nhưng mà mình cũng biết con mình là ai đó. Mình cứ lo chạy đầu này cho đầu kia, rồi cái người thân mình ở đây, cuối cùng không có gì hết, rồi cũng biết gì. Quý vị để ý, thầy nói câu chuyện rất là đơn giản. Tới cái ngày sinh nhật đó, bao nhiêu quà cấp, ba thì làm giám đốc, director hay manager, thì bắt đầu mua quà cho đứa con, đủ thứ món quà hết. Nhưng mà đứa con nó cũng nghe Phật pháp theo từ thầy đồng sĩ nghe từ đạo tràng, cuối cùng nó hiểu thầy sư phụ có nói gì. Thế nên đi học Phật pháp nó biết là hạnh phúc thứ ba hay là thương mẹ không phải là chỗ này, không phải là những cái món gì mà ba hay mẹ tặng cho con, mà hạnh phúc đó có nghĩa là gì, ba và mẹ có mặt cho con ngay từ bây giờ ở đây. Quý vị đồng ý không? Cho nên đó, mình thương cho người thương của mình, người thân của mình, trước nhất là mình phải có mặt. Thương mà không có mặt là sao mà xây dựng hạnh phúc được. Cho nên đó, đạo tràng mình có mặt ở đây mà muốn cho đạo tràng hay là cái sinh hoạt của mình nó cộng hướng với nhau đó, là mình phải có sự hỗ trợ với nhau. Thì lúc đó là mỗi người làm mỗi việc, mỗi khía cạnh khác nhau. Người thì làm việc này việc kia, cuối cùng nó cộng lại thì ai cũng đem hết cái tâm vui vẻ, thì cái phước đức đó không những tạo ngay bây giờ ở đây mà sinh ở nơi nào, môi trường nào, rồi cuối cùng cái phước đức mình mới có, rồi gặp bà con pháp lữ với nhau. Thì nhờ như vậy đó thì lúc đó chúng ta làm cái gì cũng thiện lành hết. Còn nếu mà mình mới nói thương tu tập chứ mà thấy cái ghế sofa ra nằm tốt rồi mẹ cũng tập cũng cố gắng lắm chứ, giờ đó cũng tập chứ, đúng rồi nằm sofa chứ, nằm luôn à, cho nên đó, ở đây cộng thêm cái sự tinh tấn đó, xây dựng hạnh phúc đó, cộng thêm cái sự tinh tấn và sự có mặt, thì lúc đó cái đạo tràng mình nó phát triển, và cái người hỗ trợ của mình, cái người cộng sự của mình đó, người helper đó, thì lúc đó ủng hộ mình. Khi mà mình làm được như vậy đó, ai nấy cũng vui vẻ và hạnh phúc hiện tiền ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Do đó mới đầu vào đó, quý vị thân là mình hát cái bài hạnh phúc ngay bây giờ ở đây, ta hạnh phúc liền giây phút này, chứ đâu có gì đâu mà phải xa. Rồi mình cứ tìm vật chất, tìm hạnh phúc ở đi bên ngoài, kiếm vật chất bên ngoài, xe cổ lớn, xe cổ đắt tiền, nhà cao cửa rộng, ví dụ vậy. Nhưng mà cuối cùng không có tình người, không có tình đồng đạo, không có tình đồng tu, không có tình đồng hương, hạnh phúc đó là cái gì? Quý Phật tử nắm được ý không? Cho nên đó, khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì bắt đầu mình phải quay về chính mình. Mình phải biết đó, mình là ai và người xung quanh là ai. Thì mình làm những cái việc nhỏ mà mình đó, tự nhiên cái cộng đồng mình đó, cái bạn đồng tu đó, nó càng phát triển, con cái, đạo tràng, người thân, người thương mình càng phát triển. Do đó khi mà đứa con nó học Phật pháp, nó hiểu như vậy đó, nó nói chứ con không có thích ba hay mẹ mua cho con nhiều cái vật chất, nhưng mà con thích ba không có mặt cho con ngay cái buổi sinh nhật của con. Không, bây giờ tới ngày sinh nhật của con, ba nắng cho con ra, mà tạo cho con ra, bây giờ tới ngày sinh nhật của con mà ba không có mặt ở đây, vậy mà ba nói I love you but I'm not here, how can I love you? Quý vị không? Cho nên đó, ở đây á là lời dạy Đức Phật á, là khuyên bảo chúng ta là muốn xây dựng hạnh phúc hiện tiền đó, là chúng ta phải trân quý là những gì mà cái người thân, người thương của chúng ta có mặt ngay bây giờ ở đây, thì sau đó chúng ta làm được mọi việc. Thì khi mà mình xây dựng cái đạo tràng, cái hạnh phúc mình có rồi đó, lúc đó con cái mình nói gì không nghe, và nhất là những người bạn xung quanh, những người cộng sự đó, mình nói gì là các ngài hello một phút, hai phút, dạ năm phút tới liền, là tới liền à. Chẳng hạn như ở đâu xa, như ví dụ hai anh trai, chị trai này, là anh Quảng Ái với chị Tâm và mấy Phật tử, hello cái là tự nhiên cái vài phút là tới liền. Còn nhiều khi mà mình không có xây dựng hạnh phúc, không có trân quý những người xung quanh cộng sự đó, thì ví dụ hello
I mean tomorrow, put that tomorrow, wait in tomorrow, 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 nobody come. À, cho nên đó, rất là quan trọng ở đây đó, Đức Phật khuyên bảo chúng ta trân quý những cái đó, là quan trọng là chúng ta phải có tình người và tình đồng tu, tình đồng đạo, tình đồng hương, nhất là trong tình Phật pháp, tình Bồ Đề Bức Thuộc. Như sáng thầy nói đó, thì ở đây tiếp theo cái hạnh phúc nữa là cái gì? Là chúng ta phải trân quý những gì chúng ta đang có. À, ví dụ như là con mắt, mình cứ kiếm cái gì đâu xa rồi cuối cùng mình quên những gì mình đang có. Con mắt chúng ta này, chúng ta còn nhìn nhau mới được nè. Hồi bữa giờ quý vị thân, cả thời gian dài đây chúng ta cứ nhìn đó visual meeting, cứ nhìn đó qua Zoom thôi, không thấy được. Hôm nay, người bằng phương thế, real brother, real sister here. Bắt đầu cái mình nhìn đó, the more you close to me, the more I love you more, không? Ví dụ gần ở đây bây giờ thấy thương yêu nhau, thì ở đây mình cũng quý cái là nhờ cái duyên lành, tất cả đều có cái sự tiêm thuốc ngừa và hai nữa là check negative nữa mới đi được hôm nay, cho nên làm cho cái đạo tràng mình gần gũi hơn nữa. Thì ở đây quý vị thân trân quý những gì chúng ta đang có, chẳng hạn như con mắt, quý vị, mắt chúng ta còn sáng, còn nhìn được người thân người thương của mình, còn nhìn được người yêu của mình. Yêu ở đây nghĩa là gì? Con cái, ba mẹ là yêu, chứ đừng có nghĩ là anh chàng cô nàng là yêu. Không phải, yêu nó rộng hơn, là cái người thân, người thương, ba mẹ ở đây, ông bà ở đây, bạn bè ở đây, mà mình nhìn mình thấy được. Đi cái đường này, đừng có đi đường kia, coi chừng nó sai, đi con đường chánh. Mình thấy được với nhau, mình hướng dẫn với nhau, đó là cái thấy chân chánh, cái thấy hạnh phúc. Quý vị thấy không? Còn mà mình có con mắt nhưng mà nhiều khi mình không nhìn cái... mình họ nhìn không có sự giúp đỡ đó, trời sẽ kệ nó, hay sister này hay brother này wrong way ok, ai đâu kia. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó là khi mà có con mắt á, mình trân quý con mắt mình có rồi đó, mình hổ mình nhìn con mắt bằng tình thương, Đức Phật đang quan tâm đó, mình nhìn bằng tình thương, thì cuối cùng á mình mới chia sẻ, cái đây là wrong way đừng có đi, cái đây là right way. Khi mà right way, right path, hay là gọi là sama, sama magga, sama là right, magga là way hay là path, sama magga tức là right way, thì mình chỉ ta đi cái đường đúng, thì khi mà đi đường đúng rồi thì bạn bè mình có cái tình thương, có hạnh phúc thêm. Quý vị thân, cho nên nhiều khi mình dùng con mắt mà mình để thứ nhìn con mắt là để hên cái nhìn con mắt là để trộn. Thôi sẵn cái đây thầy giới thiệu thầy xíu xíu, tại sao quý vị cứ thắc mắc chuyện trừng sĩ? And then trung sĩ tiếng Mỹ là sơ tình. Thì lúc đó trung sĩ đến trừng sĩ. In English they call me surgeon, mình là trung sĩ. Nhưng mà cái trung sĩ thầy nói cái chuyện vui và có thật, thì lúc đó thầy học bên Ấn Độ đó, mấy hòa thượng nó quý ông ngài đã lớn á, cái ngài nói chứ Nam Mô Phật á, thầy thấy con học từ ở trong nước trung học, tiểu học 2 năm trung học rồi lên đại học Phật hạnh, rồi xong qua Ấn Độ học từ ETC nữa, bây giờ qua Mỹ học tiếp tục nữa, ngon lành nữa, mà sao con bây giờ lúc nào cũng kêu là trung sĩ á. Thì nó dạ một Phật là câu là trung sĩ á, có nghĩa là gì? Trung sĩ có nghĩa là ở tiếng Mỹ họ không biết, không có giấu á, kêu trung sĩ, chứ thật ra không phải cái gì. Nó nói, vậy hả? Vậy bây giờ biết sao có giấu? Cái bữa nọ cái gặp cái đạo tràng thầy thuyết pháp như anh Minh Đạo anh thấy đó trong cái YouTube á, thầy hướng dẫn khoảng chưa bị xuất sĩ đó, quý thầy quý sư cô kể cả ông bà thượng tới chú tiểu động lắm. Thì cuối cùng mà thầy cũng được là trở thành giáo thọ là mà teacher. Thì lúc đó chia sẻ học pháp đó, thì lúc đó cái có một bà thượng nói chứ thôi bây giờ thầy không có kêu con là trung sĩ nữa mà kêu con là thượng sĩ. Thì thăng hàm hơn, promotion, chứ là giống như cô Diệu Thủy nói. Thì ở đây quý vị thấy là thật ra thì các ngài lâu lâu nói cho nó vui, thì chữ trừng á có nghĩa là trong lặng. Nếu mà có kêu tàu cái chữ hán á thầy biết rồi, từ hồi nhỏ thì học cũng cả từ lớp tiểu học tới đại học thì học cái chiều chữ tàu mà gia đình biết nhiều lắm, nói cũng nhiều nhưng mà nói thì lâu nay ít dùng thì nó quên, chứ còn biết thì nhiều hơn.
giờ thầy biết nhiều lắm. Thì chữ trần đó có nghĩa là trong trong lặng, vắng lặng. Tiếng Mỹ gọi là purification hay là purity, là trong lặng và thanh tịnh đó. Sĩ có nghĩa là sometimes student, sĩ means sometimes student, sometimes teacher. If I'm here with for you right now, I'm a teacher, sĩ. If I under another master, I'm a student, then sĩ means like that. Thì sĩ có nghĩa là vừa là người học trò, cũng là vừa người thầy. Cho nên đó, trường sĩ có nghĩa là gì? Là người học trò trong lắng, trong lặng. Cái nghĩa là gì đó? Purification of a student, sometimes a teacher. Thì có nghĩa là người học trò trong lặng hay là trong tùy theo mình dùng. Là thanh tịnh, là sạch sẽ đại khái gì đó. Là thanh tịnh đó, nói theo cái âm Hán Việt. Thì ở đây quý vị hiểu gì đó, cho nên nhiều khi quý vị nói thỉnh thoảng con nhìn xa, con thấy thầy mà khi cái gì nặng nặng á, mà con tới con hét không được á, thầy nhìn nó khó chịu quá. Cái nghĩa nó khác rồi đó, cho nên là thầy nói đó là cái nghĩa khác rồi. Nhưng mà mình tu tập, mình rải tâm từ đến nhiều phương. Buổi sáng thức dậy con mỉm cười và thấy buổi sáng thức dậy con mỉm cười và nhận dự được rằng mắt con còn thấy và con nhìn thấy rõ mọi sự vật xung quanh con, tai con nghe rõ mọi sự vật xung quanh con, mắt con nhìn thấy rõ mọi sự vật xung quanh con, mũi con thở vào và thở ra chánh niệm và tỉnh thức, lưỡi con nếm được pháp lạc. Quý vị thân, thân con cảm thấy an bình và khỏe và nhẹ ra. Quý vị thân rất là cụ thể, thì mình thấy được dùng vào mắt, rồi mình dùng cái tai, khi mà người thương mình nói gì cái mình nghe rất là rõ, mình nghe cái lời dễ thương. Buổi sáng á, my holly, nếu là tiếng Mỹ á, my holly, where you are in the morning. if you are good practitioner, you say, oh, I'm here for you. You see, this is sweet, very sweet. Quý Phật tử mà dùng như vậy đó thì cũng dùng cái lời nói mà quý vị á, dùng cái lời ái ngữ và lắng nghe và quý vị chia sẻ với dạ lưỡi con thì cái miệng mình dùng để nói. Mà có nhiều người á nói á, quý vị để ý rồi, nhất là cái tai nghe rất là rõ mọi sự vật xung quanh con, như nãy thầy nói đó, mỗi buổi sáng mà kêu á là người thương của mình đang ở đâu, dạ ví dụ như là tiếng Việt mình nói dạ em ở đây nè. Hay là nói là dạ ba ở đây nè con, hay là mẹ ở đây nè con, ví dụ mình nói rất là dễ thương. Còn khi mà mình giận á, mình nói cái từ mà theo tiếng Việt á, tao ở đây nè mày. Cái gì đó tiếng Việt nó rất là quan trọng đó. Cho nên á, mình cũng cái lời nói nhưng mà mình nói không có dễ thương. Mà khi nó bị vậy á, nếu nó có ít cái người bạn của mình, vì vậy á, để có cái tai này, cái tai á, mình nghe, mình dùng để nghe, mà nghe những cái lời thương rất là mừng, rất là vui. Không có học Phật pháp, không có chuyển hóa đó, mà mình nghe cái gì đấy, coi cái người nào mà nói ngọt ngọt như mình nghe, hay quá, những gì chứ nói với mình mấy cái đó, nhưng mà cái gì đấy, bữa nào mà cái người xung quanh mà nói xấu mình á, nghe rõ lắm. Cái gì có tôi cái gì vậy? Cái gì đấy coi, cho nên á, những cái đơn giản gì á, là cái gì dùng lỗ tai mà không có nghe, không có chuyển hóa, không có thực tập đó, mà nghe cái gì mà tốt với mình á, vui đó, nói vậy. Nhưng mà bữa nào mà quý vị đến coi, gia đình mình nặng tai, nhưng mà ai nói gì xấu với mình nghe rõ như đó. Vì rất là quan trọng. Bây giờ cái lỗ mũi mình vậy, mình ngửi cái mùi hương, mùi hương ở đây á là mình dùng cái lỗ mũi để mình thực tập mỗi buổi sáng. Cái mỗi buổi sáng mình thực tập như vậy đó, thì mình có cái chất liệu giống như là nãy mà cô Như Thí cho hai sư chú này nằm nghỉ chặt đinh á, trong vòng thời gian ngắn á, thì mình cũng dùng cái thời gian và nhất cái lỗ mũi mình mỗi buổi sáng hay mỗi ngày cái thời gian thích hợp á, quý Phật tử ngồi ngay thẳng trên ghế sofa hay bất cứ chỗ nào, ở đây mấy cái ghế này như nãy dưới cái ghế kia thầy cũng thích á. Mình ngồi thoải mái rồi ngồi ngay ngắn cái quý vị ngồi, quý vị theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, rất là an lạc, rất là thoải mái. Quý vị thực tập như vậy đó là thấy mình có cái năng lượng rồi, chứ mình cũng hơi thở quý vị lấy rồi mình không có định tĩnh
là lúc đó là đã vừa nghe cái âm thanh nó không có tốt rồi, mà cái bắt đầu cái mình thở hì hà hì hà đó, bắt đầu cái mình cự được người ta. Là lúc đó cho ngài cho nên đó dùng cái lông mũ này mà mình để thiền tập. Quý vị thân làm được như vậy rất là ý nghĩa. Bây giờ cái miệng làm gì? Cái miệng á, ông quý vị để thứ nhất là gì? Nói những cái lời dễ thương. Bây giờ mà mình không có dùng cái miệng cái lời nói đó, quý vị quý ông với ngài vậy rất là hay nha. Bệnh từ khẩu sanh, bệnh từ khẩu nhập mà hòa từ khẩu sanh, tức là những cái lời nói xấu đó, cũng do cái miệng. Và cái bệnh cái thân này bệnh đó, cũng do cái miệng. Ăn thứ gì cũng ăn. Cho nên anh Minh Đạo này anh có nói với đại chúng và thầy có nghe đó là anh ăn chay khoảng 1.5 năm đây. Cho nên đó, nhờ như vậy đó những cái chất tiêu thụ đó, mình ăn những cái chất gì mình cần ăn cho nên nó sức khỏe. Đó là nói về ăn, còn nói về dùng cái miệng mà mình nói để mà mình xây dựng cái hạnh phúc với nhau. Và lúc đó thay vì những người bạn nói nặng lời, mình cũng nói nhưng mà nhiều khi nó ngại quá hay xấu quá này kia, mình nói bạn làm cái đẹp. Quý vị không? Hay gì á? Thay vì mình nói cái người này xấu quá, cái người này nói nặng quá này kia, thì nói you say something very heavily, thì nói you say something not good. Mình cũng dùng cái lời nói nhưng mà mình nói nó tự nhiên cái người kia mắc vào liền. Hay gì mình nói cho bạn xấu quá thì mình đừng nói bạn xấu quá. You are very ugly, đại thái vậy. Mình đừng we don't say like that, you are not good enough. And somebody can hear or some loving speak, loving easy to understand to each other. Cho nên đó, mình xây dựng mình hạnh phúc gì đó thì tạo tràn điều vui hết. Cho nên những cái hạnh phúc như vậy đó quý vị không? Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè. Lưỡi ở đây á, cộng thêm cái miệng nữa, mình nói dễ thương là đẹp bạn đạo, càng hạnh phúc. Rồi cái tình huynh đệ, tình pháp lữ, tình đồng tu, dầu ở xa, ở gần, vắng bữa. Mặc dầu cái lớp yoga mình học đều thường xuyên nhưng mà Covid là vẫn đều. Vắng bữa tự nhiên nhớ với nhau, rồi có cái tình sắp tấn với nhau. Khi mà mình xây dựng hạnh phúc đó, hiện tiền rồi đó, cái mình sắp tấn với nhau, người này sắp tấn người kia, đồng viên với nhau thì mình có cái sự cộng đồng, cộng hưởng, cộng tu. Cái năng lực mình đó, mình nó vun trồng, nó phát triển nữa. Do đó chúng ta sống ở trên cõi đời thầy không bao nhiêu năm, hơn 100 năm, thầy lấy trọn con số đó, hơn 100 năm. Nhưng mà nhiều khi chưa chắc ai sống 100 năm, mới có 1-2 tháng hay 1-2 ngày đã đi du lịch rồi. Vì vậy thầy, cho nên đó mình đó, trong quý cái lời dạy Đức Phật là gì? Là lời dạy Đức Phật rất là hiện tại, rất là thiết thực. Khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình thấy mình rất là vui, mình đó, cần xây dựng những gì mình thích. Và nhất là cái tình huynh đệ, tình pháp lữ, tình đồng tu, mà đặc biệt là trong cái tình tình Phật pháp nữa, và nhất là tình huynh đệ. Mình ứng dụng Phật pháp để mình xây dựng nhiều cái góc độ và khía cạnh khác nhau, nhất là quý vị sau này trong tương lai gần và xa đóng một vai trò là một vị thầy, một vị sư thầy, một vị teacher, hướng dẫn nhiều góc độ khác nhau. Thì anh Minh Đạo có nói với thầy nữa, tương lai nó nằm trong hiện tại. Mà hiện tại, mà trong tương lai mà nó có thật á, là hiện tại mình phải xây dựng. Quý vị thân, tương lai á, mà mình làm được á, là phải xây dựng ngay hiện tại. The future is right in the present. If we do something good in the future, but right now in the present, we should do something good first. Khi mà mình thực tập được gì, mình làm được gì á, thì lúc bấy giờ đạo tràng chúng ta đều trong quý với nhau, đều cộng hướng nhau, đều xây dựng hạnh phúc hiện tiền. Cho nên ví dụ cuối cùng quý vị thấy cái hạnh phúc nó đâu có xa, nó đâu phải là mình đã chạy theo vật chất, chạy theo cái công ăn việc làm đủ thứ. Cuối cùng đó, mà người thân mình có, người thương mình có, rồi bạn bè đồng tu mình có, đồng hương mình có, mà mình không biết ai là ai, cuối cùng nó rất là uổng. Cho nên đó, khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì hạnh phúc ngay bây giờ ở đây trong cuộc sống hiện tại. Rất là đơn giản. Quý vị thấy có đâu có xa gì đâu mà quý vị biết mình phải lo cái đầu này, lo đầu kia. Cuối cùng đó, khi mà mình chạy đầu này, chạy đầu kia đó, theo năm cái dục đó mà bữa mình học mình thấy đó, năm dục đó: tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình chạy theo rồi cuối cùng đó, vô thường tới rồi, lúc đó mình muốn cái gì cũng làm không được, không có tội nguyện mình.
rất là trở ngại, cho nên Đức Phật dạy á, mình phải trân quý những gì mình hiện tiền mình có. Mà khi mà có rồi á, dầu là lớn dầu là nhỏ mà chúng ta xây dựng được như vậy đó, chúng ta rất là hạnh phúc. Thân tài á, tức là wealth á, rich for wealth, sắc là rich for beauty, rich for sexual desire, thực tức là tài sắc là danh, danh là rich for rich for sleeping, rich for eating. Đó, mình đã học lớp đó, thầy chia sẻ đó, thì ở đây mình biết như vậy đó, thì mình học mình trân quý những gì mình đã có. Nhờ như vậy đó thì mình nói là nothing to do, no way to go, không đi đâu nữa, có chi để làm. Mình phải học mà buông thả, sống nó không có dọn dẹp. Mình thấy mình hạnh phúc quá, người xung quanh mình hạnh phúc có quá, có mình đạo đây hạnh phúc quá, có quý Phật tử đây hạnh phúc quá, có đạo tràng đây. Đó là những gì mình quý, mình trân quý. Nhưng mà chúng ta hiểu được gì đó, đó là hạnh phúc nhất trên đời, là người hạnh phúc nhất trên đời. Nói một vài câu tiếng Mỹ cho Chư Thiên người ta nghe thêm không? Dear my brother and sister, you see, when we would like to build the happiness right here and right now in the present moment, what upon we would like to build, we treasure what we have. You see, and first of all, in the, our body, first of all, the loved one, our reality here, and now we want to build more, the more and more happiness. All the time we treasure where our love are, and then we treasure what we have. First, we treasure our cherished eyes. You see, eyes. We need to see our loved one very clearly. But somebody use eye, look different way, wrong way, sometimes become trouble. And then somebody in the morning, I wake up, for example, in the morning, we wake up, in the morning, I wake up, I smile first. I means you. In the morning, I wake up, I smile and recognize that my eyes still clear. I can see everything around us, around me. My ear can hear everything clearly around us, around me. My nose breathing in and breathing out, mindfully and consciously. My tongue enjoy Dhamma pleasure, Dhamma happiness. My body should feel peaceful, happy, and healthy. If you use body, if you use the mouth or speak and you say something wrong, something angrily with someone, it's not good. And you use the mouth and speak, and you can speak something lovely with your loved one. And then it's very easy to for you, for us, for me, for you, for everybody to build happiness. And say when we treasure what we have, ear, eye, ear, nose, tongues, the body. When you use the nose, every day, maybe morning, maybe afternoon, maybe evening, you can practice meditation because you hear sometimes somebody use the nose, but they don't practice meditation, they don't treasure mindful breathing, mindful breathing out. Sometimes not good for us. And then the fifth time or the proper time for practice meditation. And then we have the more energy. Look like you recharge battery when we practice and Buddhist study and Zoom. Other time everybody do recharge a spiritual battery. Other time your spiritual battery become fuller and fuller. And we practice like this regularly, morning, afternoon, or evening. And then when you have treasure what you have. And then the physical body, and then you can you can praise for sentient being or insentient being living there, living maybe the eastern direction, the western direction, the northern direction, and even the direction above and below. And then sometimes you can say peace, joy, happiness, and understanding together. And when we practice like this, regularly, anytime and anywhere,
And then we would like to pray so for all people living in the living being on earth. Be well happy, happier. Be well happy and be free from suffering. Like this, if we treasure what we have at the time. For example, here, this Dhamma class, yoga class, at the time. You want to build the communities more stronger and stronger. At the time, we treasure, we should treasure who are helpers, who are volunteer to helpers. And then, if you need, maybe you need someone to volunteer to come here to help or maybe help you or help somebody else. Maybe if you need something, you call only 5 minutes, 1 minute, 10 minutes, they come and help volunteer to help right now. If we are not built, we don't build happiness right now, and then we don't have energy, we don't have a good community, and maybe you call someone maybe one day, 2 days, maybe even just 1 week, they don't come. They promise, but they don't come. They don't volunteer to come here to help us. That's why first the Buddha teaches us build the Sangha by love, compassion, and happiness. And when we treasure what we have, and then we build happiness right here, right now, with loved one, relative, and we treasure who they are. And then even our children, our loved one, husband, and wife here. And I give you one story before maybe my master told me when I studied high school in Buddhist study. And then the kids, father and mother, very, very rich. Maybe his father, who is a director, and buy anything for the kids. But the kids study the Dhamma with the master, and the kids say, "Oh, daddy, mommy, I don't like anything. You buy something, give to me, and I would like to, I want you to be present with me right here, right now, in the present life. Because you say I love you, but you are not here. How can you love me? And I want you. Today is my birthday, but you don't know my birthday. How can you love me? Your body here, but my running. You see, body here running. Don't take care of me. How can you love me?" And the priest said that his father awakened the mind awakened, and then the mind gets awakened. Now next year maybe I take care of you more. Thì đó thầy nói đơn giản như đó. Thì là một người cha, người mẹ, hơn nữa là ở đây là cái lớp học yoga đó. Mình biết xây dựng tình thương, mình xây dựng hạnh phúc cho cộng đồng, nhất là những cái người bạn đồng tu, đồng hương. Và đặc biệt nữa là mình đã học Phật Pháp rồi, mình ứng dụng Phật Pháp trong nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau, thì mình làm sao mình hướng dẫn cho nó thích hợp. Thì lúc đó mình có nhiều bạn bè đồng tu yểm trợ mình nhiều hơn. Nhất là mình xây dựng cái tình người. Ở đây, tình người ở đây có nghĩa là gì? Là tình đồng tu, tình pháp lữ đó. Thì nãy mình đạo có nói với thầy đó, nó là nếu mà con mà cách đây 2-3 ngày á, mà không phải như hình thức này á, thì chắc cái lẽ là con đi chỗ này nhiều tiền tốn kém như nó. Vì vậy không, cho nên con cũng phước lành cũng nhờ cái hình thức này mà con đi đâu á, Phật tử cũng vui, và hai nữa con cảm thấy nó vui, cái khuôn mặt con lúc nào cũng mỉm cười. Chứ còn ở trước kia anh cũng học cái tôn giáo khác, nhưng mà nhiều khi á cái niềm vui không có. Thì hôm nay anh có duyên lành đến với Phật Pháp á, anh học như vậy đó, thì nhờ cái sự đúng đường hay là đúng bạn, right person, right way, right teaching, right teacher, our time the teaching, the Dhamma, the Buddha made me more and more smiling, right? More and more happier and happier. Đó.
thì em mới diễn tả đi. Thì nhờ cái sự mình trân quý như vậy đó, thì mình trân quý những gì mình có, nhất là cái tình đồng tu, tình pháp nữ. Thì khi mà mình hiểu được vậy đó, thì cái đạo tràng mình càng ngày càng ấm cúng. Dù mình có mặt ở đây hay không có mặt ở đây, thì cái tình đó, pháp nữ đồng tu nó lúc nào nó cũng nhắc nhở với mình. Mình bắn một bữa là các bạn nhớ liền đó. Thì quý vị thấy không? Cho nên tóm lại quý vị thấy không? Làm cái gì cũng vậy, với một cái tâm niệm lành, cái ý niệm lành và cái việc làm lành. Mà khi mình có cái lành rồi đó, thì mình xung quanh mình bất cứ mình gặp cái gì trắc trở cái mình nói rõ đó. I'm in trouble today. Now please come here. Help me please. Okay, 5 minutes. I come now. If it lies, maybe traffic, maybe 6 minutes. I'm a Dhamma brother, Mindao, maybe 2 or 3 days ago. If he told me, if I'm not become, I am not a disciple of the Buddha, maybe I go somewhere, maybe I by myself. But right now, I'm here. This person, I use this body, but in a different way. Now I choose the right way, right people, right teaching. Now, oh, the teaching of the Buddha made me more and more happier and happy. Đó là một cái sự thật đó quý vị. Cho nên cái hạnh phúc đó là quan trọng nhất, là mình trân quý những gì mình đã có. Và mình khi mình hiểu được vậy đó, thì mọi việc gì mình chúng ta cũng thành tựu hết á. Thì làm việc lớn, việc nhỏ, bất cứ việc gì, thì lúc đó chúng ta cũng thành tựu hết. Đó là cái việc làm mà Đức Phật thường nhắc bảo chúng ta. Hôm nay chúng ta trân quý những gì chúng ta có, và chúng ta xây dựng cái tình huynh đệ, tình pháp nữ. Mà được như vậy đó, thì cộng đồng của chúng ta vững chắc ở đây có nghĩa là gì? Không phải là hợp nhiều để tình gái, mà vững chắc ở đây có nghĩa là gì? Cái tình trong Phật Pháp. Thì vậy không? Thì mình xây dựng Sangha đó, mình build a Sangha building. Mà xây dựng Sangha đó có nghĩa là gì? Là mình làm sao đó để cho người này mến mộ người kia mến mộ người nọ, hiểu được cái gì mình làm, và người kia cũng vậy, cuối cùng đó, cái đạo tràng mình cảm phúc hơn. Cho nên đó, cái Sangha building very important for us when we grow up in the Dharma, in the society. First time we should build love first and then understand each other and love and go with understanding, and then we have a strong foundation, a strong connection, and then we connect together very easily. You see, when we understand the Buddha teaching at that time, when we have trouble, hello, please help me, 5 minutes. If we don't have a good love, good relationship, hello, my sister, come help me, maybe 1 week. Đó, quý vị thân rất là đơn giản. Thì hôm nay chúng ta mà sở dĩ mà chúng ta có mặt hôm nay là nhờ cái tình pháp nữ, tình đồng tu. Nếu mà chúng ta không có lớp học yoga, và hơn nữa là chúng ta không có lớp học Phật pháp trên lớp này, làm sao mà chúng ta làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay, công phu tu tập này cho bản thân con và cho dòng họ của con và cho tất cả pháp giới chúng sinh hữu tình. Vì thấy ý nghĩa chưa? Tu tập hôm nay á là cho bản thân con, cho dòng họ của con, quý vị không? Rồi cho pháp lữ dòng họ và cho pháp giới hữu tình, trong cái lời dạy Đức Phật bây giờ đó là rải thẳng từ đến nhiều phương đó. Công phu tu tập này quý vị nhớ không? When we practice the Buddha teaching and apply the Buddha teaching at a time, we build ourselves first, and then we can bring the happiness to our loved one, our relative, and be more excited. Why we do it? Because we study and we learn the Buddha of the Buddha teaching more and more. When we have strong confidence in the Buddha teaching, and then we build the Sangha very, very fast, very strongly. Strongly in this way means love and compassion, love and happiness. But happiness, secular happiness, sometimes easy to broken. Dharma happiness is more stronger than secular happiness. You see,
ours now. You see, if we are a people, if we are secular person, secular teaching, say this order. But we make happiness, but that's our time. We can call it secular happiness, a worldly happiness. That's happiness very easy to broken. But Dharma happiness, we can call Dharma learning, Dharma practice, Dharma joy, Dharma happiness is very important for us to learn about teaching. The more we understand like this, the more we understand, the more we have more joy, the more we have joy, peace, understand together all the time. What we do, we can do easily. You see, when we do something the right way, to the right person, the right teacher, and something for us to build easily. We have trouble, we need someone who wanted to help all the time. 5 minutes, 10 minutes, they come. But if we build the Sangha, maybe it's a half heart, not full heart, fully heart. And sometimes, tomorrow I will come. But we waiting how many tomorrow? They never come. So the Sangha building is very important for us to build together. Thì thầy nói đó, cái xây dựng tăng thân nó rất là quan trọng. Mình nhiều khi mình xây dựng cái này kia, nhưng mà xây dựng con người, xây dựng tình thương, xây dựng cái hạnh phúc, những gì mình có, mình hiểu, mình ứng dụng lời Phật dạy rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Được như vậy đó, một cái gia đình chúng ta cũng là một cái sangha, một cái đoàn thể hay là một cái lớp học yoga cũng là sangha building. Quý vị nhớ nha, chứ không phải là gọi là monastic people, is a sangha building, it's a different way. But the family, we can call the sangha building. When the sangha, the people in the sangha, in the family, all the time, everybody is to the right way, learn the right, to the right person, to the right teaching, learn the right teaching. All the time, we build sangha very, very fastly. You see, cho nên chúng ta làm như vậy đó, thì cái xây dựng tăng thân ở đây là có thể là gia đình của mình, có thể là đoàn thể của người xuất gia, và đồng thời cũng là một cái đoàn thể của người tu tập của chúng ta. Một cái lớp học yoga cũng là sangha building. Đó là cái từ mới của đại chúng đó. Quý vị mới nghe đó, quý vị không? Cho nên khi mà mình có cái nền tảng đó là ai cũng hiểu được vậy. Lúc đó mình xây dựng tình người bằng cách là tình thương, mình có mặt trân quý cho nhau. Mình đem cái lời nói dễ thương, cái hành động dễ thương. Đó cái kinh từ bi đó quý vị, học cái kinh từ bi rất là hay. Lời nói dễ thương, hành động dễ thương, ý nghĩa dễ thương. Quý vị không? Loving speech, loving action, loving thinking. We build the sangha very easily. But we don't have loving speech, we don't have loving action, we don't have loving thinking. All the time we build the sangha not easily. Rất là quan trọng. Cho nên hôm nay chúng ta làm được như vậy đó, đó là nhờ cái tình người, nhất là tình pháp lữ đồng tu có mặt hôm nay. Hạnh phúc hay bây giờ vợ ở đây. Bây giờ để thầy bây giờ thầy mời anh chú Minh Đạo, người đi tu thì gọi chú nha, mai mốt thì gọi là sư chú, bây giờ thì chú thôi. Right now we can call chú ha, chú Minh đó, in the Buddha teaching. If you become a novice monk all the time in Vietnamese, we can call Sư Chú in novice monk. Thì bây giờ, I would like to invite Brother Minh Đạo to say something about from the beginning, you studied Buddha teaching, you studied different teaching, the religious teaching. Right now you study the Dharma of the Buddha. What do you think about what different? I can list one difference that's very, it's been very effective in my life. So, the Four Noble Truths, they teach us about suffering, the cause of suffering. There's an end to suffering, and there's a path that leads to the end of suffering. In my previous spiritual path, when I was a Christian, we learned that suffering was inevitable. So it taught the First Noble Truth. But the difference is, it said that there was glory in suffering.
that through suffering, you were purified for your evil ways. That because Christ suffered, when you suffer, that you are doing something good. But what we lose sight of, what I lost sight of, was that suffering, yes, it is inevitable in life, but a lot of our suffering can be avoided. A lot of what we suffer from is self-made, from wrong perceptions, wrong views. The Eightfold Path teaches us that we need to have the correct perception, correct effort, correct mindfulness, because there's so much that we suffer from that causes us undue pain. So it's not that there's glory in suffering, it's that through the elimination of suffering, that is what gives us true purpose and true happiness. And what I've learned from the Buddha's teaching is how much of what I thought was out of my control is completely within my control. So I like to think of it, what the Buddha's teaching has really shown me, apart from my previous spiritual path, is before there was almost, I was taught, it's okay to indulge, to experience life, because this creation is good. Therefore, everything in it must be good. And it's only your perception that makes it bad. But that's not the way it is. It's true. It's a half-truth. But it can lead us to the wrong path. What I have learned from the full path and the Eight Noble Truths is that when I eliminate the attachments, so take for instance, like, I would watch a TV show or a movie I really like, and like he was talking, when we use our eyes for good things, it's very good. When we use our eyes for the wrong things, it builds attachment. So I'd watch a movie or a show, very happy. Oh, this is a great show. This is amazing. And it ends. The season's over, and I'm sad. And I sit there, 7:30 in the evening, my show's not on, it's not on the air, and I don't know what to do with myself. I'm like, oh, I don't know what to do. I suffer unnecessarily. Or I enjoy having a really pretty girlfriend, and we break up, and I'm heartbroken, and I think, oh, I'll never find love. But that's wrong. I am complete just in myself. So many things we cause suffering ourselves. And what I really, really learned and what I really appreciate about this path is that it gives us a way out of suffering so that whatever is left, whatever is causing us pain, it's true. And then we can focus on that. We're no longer going here and there chasing after this pleasure, this pain, this teaching, this path. We have the middle path, the narrow way, that teaches us what we can change and what we can't. And what we can't, it's out of our hands. And there's no need to worry. I have set aside my worries. Nowhere to go. Nothing to do. Happiness is here and now. Wow. I can't follow the Buddha's teaching right now. Right yeah, here. Right here, right now. Not there, now. Để cho đại chúng hiểu cái happiness is here thế nào đó, thì mời cho Diệu Lý cái chuyện ngữ tóm gọn và ý chính cho đại chúng nắm vững thêm. Dạ, thưa thầy. Chú Minh Đạo có nói về cái vấn đề mà mình phải chịu đựng cái sự đau khổ. Thì nhiều lúc á, là mình bị đau khổ là vì mình nhìn sai, hoặc là mình thấy sai, hoặc là mình nghe sai. Đó. Thì mình sẽ, nếu mà như mà mình làm đúng, hoặc là mình nghe đúng, hoặc là mình thấy đúng này nọ đó, thì cái đó nó chuyển ngược hẳn lại là mình sẽ được hạnh phúc. Và chú Minh Đạo còn nói đến cái vấn đề là cái đời sống rất là Phật dạy rất là trong cái đời sống hiện tại rất là đời sống mà mình bây giờ mình đang có,
thì mình có thể vì cái mình học đạo và mình có thể cũng như là mình có thể quyết định được, nắm giữ được cái mà mình có thể control được, đó là cái sự kiểm soát của mình hay không, mình kiểm soát, dạ, mình kiểm soát được cái ví dụ cái hành động, cái vui vẻ của mình đó, mình có thể kiểm soát được và mình có thể không có cần phải lệ thuộc ai cả, mà tự mình có. À, thì chú có nói về cái vấn đề mà chú đi học hồi xưa, để thực tập hồi xưa đó, thì nó chỉ là một phần nửa cái thực sự thôi, cái thực tế thôi. Còn về vấn đề Phật thì nó thực tế hoàn toàn, đó là 100%. Và chú còn nói về cái vấn đề là 8 điều mà con đường thánh có má 8 phương pháp bát, dạ bát bát chánh đạo, dạ dạ dạ. Thì chú có nói về cái vấn đề bát chánh đạo nữa, thì cái đó là một cái con đường mà nếu mình dùng mắt để mà mình vừa dùng những để nhìn những cái điều tốt đó, chứ mình cũng đừng có nên nhìn những cái điều sợ người xấu. Và chú cũng còn nói đến cái vấn đề mà chú có người yêu, xong rồi người yêu xa chú thì chú buồn lắm, chú nói không biết là bao giờ để mà tìm được cái người yêu thứ hai chẳng hạn, như vậy tìm thấy tình yêu nữa. Nhưng mà bây giờ thì chú lại rất là đau khổ khi mà chú bị như vậy. Thì Phật đã giúp chú là cũng đừng có nên cái theo đuổi cái mà cái hình thức ở bên ngoài nữa, mà mình phải cần biết là mình như thế nào. Bây giờ chú không có đeo đuổi gì hết, mà chú vui bây giờ và hiện tại. Dạ. Chú nhận cảm ơn anh. Thì chú nói chú cũng học qua các tôn giáo khác đó, dạ. Cuối cùng chỉ có cái hạnh phúc đó, nó mong manh chị mình được chị thôi, được, dạ. Nhưng mà khi mà chọn cái hạnh nhất là chú có đọc cái tám điều đầu trước đó, dạ. Tức là 400 lý thánh đó, dạ. Thì cậu cụ thể là trong đó là con đường thánh có bác có tám phương pháp tu tập là bác chánh đạo đó, dạ. Bác chánh đạo đó thì lúc đó chú chọn con đường đúng, mà lời dạy đúng là lời dạy như là học Phật pháp. Con đường đúng là my name, right path đó. Và để thầy nói đó là samma magga, samma là đúng là chánh, và magga là con đường. Thì nhờ chọn con đường đúng rồi đi cái hướng đúng nữa, chứ đạo đó rất là quan trọng đó, magga đó, chứ đạo đó là trong tiếng Việt âm Hán Việt đó. Thì khi mà mình chọn đúng rồi, có cái đường, cái hướng đi đúng rồi, cái thực hành đúng nữa, rồi bây giờ người bạn đúng nữa, rồi cái đạo tràng đúng nữa, là trời vỗ tay đi. Right direction, right way, right path, right dharma, and right dharma center. You see? Arthama, happiness, here and now. Thì khi mà chúng ta làm cái điều đúng rồi đó, thì lúc đó nhờ cái lời dạy Đức Phật mà chỉ cho cái tâm của chú đó làm sáng lên. Và càng học Phật pháp là càng thấy vui, nhất là cái học Phật pháp qua cái Zoom này. Thì trong đó cái đạo tràng là những ai mà có tiếp xúc như mấy cái Phật tử đã từng học rồi đó. Tại sao quý vị thân, thầy nói thêm cái chỗ này quý vị, như quý vị thân, người phương Tây và người Mỹ á, người ta đến với đạo là hiểu trước, thầy nói đi cái loại cái rất là quan trọng. Còn mình đến với đạo hầu như là niềm tin, cái niềm tin đó, ba mẹ đi chùa thì con đi chùa, lên đó mình đã học rồi đó, cúng Đức Phật hay lên chùa cúng bó hoa, cúng bình bông nải chuối rồi đó. Sáng mà không có thực hành đó, quý vị để coi, quý vị để lên chùa đó mà người không có tu tập á, mình coi như Đức Phật vô phòng đó, lâu lâu gì mình cúng cái bình bông, những cái cúng là mình thấy phước là mình hãnh diện là mình là đệ tử Đức Phật đó. Tại vì cũng dạng đó gọi là người ta nói là đệ tử ngoài cổng chùa, quý vị nào cũng là ai mà Buddhist boss á, tại vì sometimes I spend my time to go to the temple, other time offer some roots, some banana, other time I like do like this. We can consider Buddha as a God and Brahma. You see? Thì mình học Phật pháp đó, quý vị Phật học trong lớp học trong dân đó, quý vị thấy mình không có cái chất tu, không có chất đạo đó.
System of Dharma, Aratham, mình cứ làm như này. Là xong chưa nói, chưa đủ, mình tưởng đâu có là ở bên hướng đông đó, có đầu xây hướng này nữa. À, quý vị để ý coi, nhất là ra những cái tượng bài hiền quan âm đó. À, cái nhìn nhớ qua vấn đề nữa. À, rồi sau ở trên trước đó, cái nhiều khi... rồi nhiều khi... Sáu phương này. À, sáu phương. Lúc đó gọi là giống như linh đồng ấy. Practice the Buddha, learn to go to the temple, but don't practice the Buddha teaching brutally, not smoothly, not carefully all the time, consider the Buddha lies, lost the wrong. Quý vị để ý những ai mà không có chất liệu Phật Pháp đó, thì lúc đó quý vị để ý những người bạn đó, lâu lâu đi chùa làm, rồi cuối cùng mình hãnh diện cũng một số qua quả rồi cái mình coi hay bỏ trong thùng phước xương nữa, mình coi mình nói là hẳn dường là mình đã đi chùa, có đi chùa không? Dạ đi chùa nhiều năm rồi đó nha, cũng mấy chục năm rồi, sầm cảm cũng mười mấy năm rồi đó, nhưng mà cuối cùng không hiểu Phật Pháp tạng là gì, không hiểu hết trơn á. Rồi cái ai bài gì á, rồi niệm danh hiệu Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, nên cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, cuối cùng cái khổ ở đâu không ai cứu mà mình lại cái khổ mình tràn ngập rồi. Quý vị thân, cho nên á, cái quan trọng người phương Tây đến với đạo á, người ta học cái nhất là người ta hiểu rồi đó, lúc đó họ Phật Pháp rất là sâu, xây dựng cái niềm tin tam bảo bằng cách là hiểu trước. Khi mà ta hiểu rồi đó là cái nền tảng xây dựng hạnh phúc, nhất là cái nền tảng học Phật Pháp nó rất là vững. Còn mình đi á, hầu như đó mình cũng là mang danh là đệ tử Phật, là nói ba mẹ đi chùa, con đi chùa, nhưng mà cuối cùng nói theo các ngài á, là Phật tử ở ngoài cổng chùa, thậm chí ở ngoài chùa luôn á, hay là Phật tử hàng xóm mà lâu lâu đi chùa, là người cuối cùng vô chùa mà vô được chánh điện rồi đó, thăm Phật rồi đó, là lúc đó Phật tử coi như là trong cổng chùa một xíu. Thì khi mà lên chùa người ta đang nghe Pháp, người ta đang tụng kinh mà lấy cái ông sâm á, lắc gì nữa. À, khi mà lắc á, khi mình đi coi lắc gì á, cuối cùng đó mình nói là sao, lúc đó cái mình nói chứ, mình nói chứ Nam Mô Phật. Còn cái này nếu mà con số 1 là ok, mà số 10 là con chờ con. Vì vậy thôi, vì sao con không về nữa đó. À, cho nên mình đi học, đi tới chùa bằng cái niềm tin. Cuối cùng cái niềm tin mà không có chánh tín, hầu hết là niềm tin là mê tín. À, xin mình hiểu được vậy đó, rất là thiết thực. Cho nên khi mà mình học, cho nên anh Bình Đạo nói, chú Bình Đạo nói, right way, right teacher, right teaching, right person and right Dharma center. Ở nơi nào mà mình xây dựng hạnh phúc, mà biết trân quý nhau và xây dựng vậy, lúc đó là cái gì cũng right hết, là lúc đó mình mới có là Sama. Sama cái mắt ra. Khi mình hiểu được vậy đó, thì mình không có coi Đức Phật như là một phần nữa. Mình tới với Đạo Phật là mình hiểu cái đã, học Phật Pháp cái đã. Nhiều khi mình tới niềm tin ra cuối cùng trở ngại, mà tin chưa chắc là đúng nha quý vị. Tin học một đạo Phật không phải là dạy niềm tin. Các tôn giáo khác á, họ nhồi sọ, giống như nói cái từ này á, các ngài dạy rất là hay, và trong đó có chú Minh Trí nói nữa đó. Ông mình tới với đạo á, những cái tôn giáo khác á, họ cấy con chip sải trong cái đầu á, do đó nó nhồi sọ từ khi nhỏ rồi, con chip sải nó nằm đó. Ở mình nói là phải tin cái bờ trên trước á, còn những cái gì sau đó, những cái gì xung quanh đó, mình tin sâu, nhưng mà cái bề trên là quan trọng. Nhưng mà tin mà không có hiểu là hầu như là mệt tính. Quý vị nắm được ý không? Cho nên đó, ở đây mà khi mà mình hiểu được gì á, người phương Tây, nhất là người ở đây mà ta đến với đạo, không đến thì thôi, mà đến học hiểu rồi đó, lúc đó cái niềm tin rất là vững chãi, luôn luôn lúc nào đi đến trí tuệ. Chữ niềm tin đó, trong tiếng Phạn á, gọi là Sada, hay là tiếng Mỹ gọi là Faith, hay là Confidence đó. Mà confidence of faith sometimes without prajna, without wisdom, without insight, and sometimes most of them we can call blind faith. You see, blind faith of blind confidence. Đó là tà tín đấy, or wrong faith. Nam sada sometimes sama sada là tà tín đấy. Còn khi mà when we want to learn the Buddha teaching, all the time we have the right or sama sada, right or correct sada, confident or faith, all the time we have sama sada, tức là có niềm tin chân chánh rồi đó. All the time we understand the Buddha teaching first, and then we
second wind believe. But only believe, sometimes most of belief is wrong. Believe our faith without wisdom, without learning, without understanding Buddha teaching. That's how we have wrong way, wrong will. You see? And samadhi, sama means right, or correct, dhiti means the will, understanding. But if we come to the temple, offer the Buddha, the temple, some fruits, some banana, or some corn, we can call it, consider the Buddha as Brahma or God. So like this, it's wrong way, wrong way, wrong thinking, right? Thì đó, quý vị mà hiểu được như vậy đó, thì chúng ta nhớ, thì khi mà the more we understand the Buddha, the more we learn the Buddha teaching, the more we understand the Buddha teaching, or time we build strong foundation, strong community for our Sangha. If we understand like that, our time the Sangha not easy to broken. Thì chúng ta hiểu và thực hành được nghĩa, thì cái đạo tràng của chúng ta và cái tăng thân của chúng ta rất là quan trọng. Đó là cái việc làm rất là ý nghĩa cho cái đại chúng hôm nay. Thì hôm nay sẽ nghĩ mà đại chúng có mặt hôm nay đó, đại chúng ta có một cái duyên lành, duyên lớn, nhiều cái điều kiện, duyên tức là điều kiện, good condition, good enough condition. We build a long time right now, when condition gathered together, we are here for you, you are here, you are there for me, and then for us. And that's how we do Sangha very easily. Đó, thì việc làm cái gì cũng vậy, với một cái việc làm có tình thương với đại chúng, thì lúc đó mình xây dựng hạnh phúc dễ dàng lắm. Đó là cái việc làm hôm nay thầy muốn chia sẻ đôi lời cho đại chúng ở đây, là nhất là mình nhìn mắt đã thấy với nhau, mình xây dựng hạnh phúc khi mà mình trong với nhau, và tai mũi lưỡi thân mỹ một buổi sáng cái gì làm mỗi ngày vậy. Mình biết tuổi mình càng ngày càng già, càng ngày càng lớn, sức khỏe mình nó cho phép. Cho nên nó mỗi ngày mình dành một thời gian thích hợp làm cái việc có tình thương với cộng đồng, có Sangha của mình. Và hai nữa mình dành thời gian lạy Phật, ngồi thiền, thậm chí là niệm Phật. Quý vị cố gắng để mình trân quý. Khi mà ra đây rồi đó quý vị thân, không đem theo được cái gì hết. Cái người quý nhất là vợ của mình, là chồng của mình, là con cái của mình là quý nhất. Sau đó mình mới đủ vật chất. Khi mà vô thường đến á, thầy đã từng nói đó, vô thường đến tức là thở vào mà không thở ra là nothing become zero, everything become zero, mọi việc đều trở thành không số không, chỉ có karma go with us, whatever good karma not good karma. If we know where the abdas good karma we treasure, we continue upholding, and non good karma we try to recognize and transform. Thì cái mà good karma tức là cái hành động, lời nói và ý nghĩ lành đó, thì chúng ta tiếp tục xây dựng vào cái hành động không lành, hành động xấu, hành động không lành, thì chúng ta cố gắng nhận diện và chuyển hóa nó. Thì khi mà làm được cái gì đó thì chúng ta làm được cái việc gì rất là hơn đơn giản. Chứ để khi mỗi ngày chúng ta càng lớn dần, chúng ta muốn làm là không được. Cho nên làm cái gì ngay từ bây giờ ở đây. Cho nên được như vậy thì lúc đó mới gọi là happiness is here and now. When we are awake all the time, our health will get weaker and weaker. Our life become shorter and shorter. Right now, what we do, we try to do right now, right here. If we do something good, it's harder. And all the time, we abuse love, understanding happiness is harder and easy. But when we are not enough help, strong mind, strong body, we can never do it, never do something good for each other. Đó thì thầy nói đó, thì ví dụ làm cái gì cũng vậy. Ngay bây giờ trong quý chúng ta làm được cái gì chúng ta làm cho số đông, thì khi mà chúng ta bỏ cái thân vật lý này đó, thì chúng ta những cái hành động thiện nó đi theo với ta. Rất là quan trọng. Còn mà mình không có trân quý cái gì đó mà mình làm, nhiều khi mình làm xấu, làm nó tốt rồi cuối cùng á vô thường, thở vào mà không thở ra, sao mà mình lúc đó mình bỏ cái thân vật lý này. Hay là lúc đó ví dụ như mình đang nằm bên trên giường bệnh, mình muốn làm nữa, không làm cũng được. Bây giờ mình có thân vật, mình có
ngàn ở trong học nha, bạn đi làm cho tôi. Nhưng mà nhiều khi á, mình chỉ đường này mà nó làm đường kia, wrong way. Không có như ý mình, lúc đó làm cũng được. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, mình trân quý sức khỏe mình đang có, làm những gì mình muốn thì mình cứ hết đem cái tâm mình làm. Cái đợi mà khi mà chứ làm sao biết how can we help each other? Vì thế không? Cho nên đó, mình biết như vậy đó, mình trân quý những gì mình đang có, sức khỏe mình có. Ai cũng phải lớn dần, khi mà mình thấy đứa con mình nó càng ngày càng lớn dần là biết mình đã già dần rồi. Rất là thiết thực đó quý vị. Khi mà đứa con năm nay 10 tuổi, 11 tuổi, 20 tuổi, bắt đầu thấy là mình biết đó, when our kids, our children grow up more and more older and older, and then we more and more older. No, we cannot move. Rất là quan trọng đó quý vị. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta nào bây giờ bạn, quý vị nhìn thầy hay là thầy nhìn quý vị bốn mắt hay năm mắt hay sáu mắt quý vị nhìn nhau á, sangha có nghĩa là gì? Là con mắt tập thể, rất là quan trọng đó, gọi là collective eyes, rất là quan trọng. Mình làm nhiều khi á, mình sống một mình, nhiều khi mình do something wrong but nobody know it, but when we listen to each other with another brother and sister right here and right now, at the time we do something, thinking something wrong, and somebody around us say, okay, dear brother and sister, now you do something wrong, now you correct again. Khi mà mình làm cái gì sai rồi đó, cái người xung quanh đó, người ta chỉ cho mình đúng hướng. Okay, thank you. Without you, without me. Without you, without me. Without your teaching, without me. Mình nói thiệt đó, khi mà không có quý vị ở xung quanh đây thì nhiều khi mình làm cái gì, thậm chí là người ba, người mẹ nữa mà làm cái gì sai, thì lúc đó mình cũng biết là mình sai, nhưng mà có mấy đứa con chỉ nhớ Daddy, Mommy, you do something right. Like, but you do something wrong, but nobody correct you. Right now, I'm here for you. Don't worry. Mommy, Daddy, I'm here for you. Sometimes, with the brother and sister, sometimes we do something we like. But right now, we do something wrong, but nobody correct. But right now, brother and sister here, my brother, madam, my brother, madam, my sister, right now, you do something wrong, and I'm here for you. Something wrong, I correct you. Oh, if someone who practices a Buddha teaching brutally corrects me, happy you are here for me and you correct me. I would like to thank you. I give gratitude to you, to your teaching. Tức là mình diễn bày tỏ cái tấm lòng biết ơn. Trong đạo Phật tri ơn và biết ơn là rất là quan trọng. Đó, vì vậy sao? Chứ còn mà không có cái tri ơn biết ơn là tại vì I'm not here. Sometimes I'm here but body. Body here, mind not here. Rất là quan trọng. Mình hiểu như vậy là rất là vui. Cho nên hôm nay mà quý vị có mặt ở đây, happiness is here now. I have brought my worry. Nothing to do, no way to go. Khi mà chúng ta hiểu được lời dạy Đức Phật đó, body and the Buddha nature is here now in my mind. When we understand the Buddha teaching, our sorrow grow. You see, sorrow, sadness, and desire, anger, delusion, hatred grow step by step. When we choose the right way, right people, right teaching, and right down the center, cho nên nó rất là quan trọng. Thì hôm nay chúng ta sẽ nhí mặt có mặt hôm nay, đó là nhiều cái yếu tố, nhiều cái còn lại. Cho
nên là chúng ta hiểu được như vậy đó. Chúng ta còn trân quý khi chúng ta còn khỏe còn trẻ, nhất là trồng cái cây mà khi mà chúng ta trồng lúc nó còn nhỏ thì cái chất liệu á nó lớn lên nó ra hoa ra trái nhiều. Còn bây giờ khi mà mình cái cây mà nó ra hoa ra trái rồi, cuối cùng á mình nói sao cái cây của bạn ra hoa ra trái nhiều vậy, mà cây mình nó cũng trồng cũng tưới nước mà không ra hoa ra trái, chưa mới trồng mới tưới nước, chưa có đủ thời gian năm tháng. Tại sao tôi cũng là tượng đá mà sao ta lại tôi? Vì vậy rất là quan trọng, anh cũng là tượng đá mà sao tôi cũng là tượng đá mà sao ta không vậy? Chưa, không trải qua thời gian kham nhẫn khắc khổ, có tránh tinh tấn đục đập đẽo rồi cuối cùng thành tượng Phật chứ. Không biết vì thế nhờ như vậy đó thì cũng là cái trường hợp đó mà mình trồng bằng cách là mình học Phật pháp khi mình còn trẻ, chứ để khi mà lớn già rồi đó nghe nó Phật hay lắm, giáo pháp chân pháp của Phật hay lắm, vậy lúc đó mình ngồi lâu tất cả nó tôi ngồi nổ đó. When you want to plant the tree last time the tree get little more roots, more flower. Last time we plant when the tree were young. You see, when we studied Buddha teaching when we were young, last time we had enough help to study Buddha teaching. But right now we are maybe older and older. Sometimes we sit 1 hour. Oh, my bad bone. How can I sit long time? You see, rất là quan trọng cho chúng ta. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, mình học Phật pháp, mình hiểu Phật pháp khi mà mình nhìn với nhau, mình hiểu được lời dạy Đức Phật, mình nghe được cái âm thanh của Đức Phật, mình dùng cái hơi thở, cái mũi của mình thực tập mỗi buổi sáng, thiền tập đó, rồi nhìn con mắt mình trông quý với nhau, rồi nhìn cái miệng mình nói những lời nữa với nhau, thì cái thân mình thấy khỏe và an lạc. Nhờ như vậy thì cuối cùng happiness is easy and now. Thì hôm nay một cái duyên lành chúng ta có mặt ở đây thì đó là nhờ cái phước lành của chúng ta, là nhờ đại chúng Đức Phật mà chúng ta gặp ở đây. Chứ còn nếu mà không phải là một bồ đề quyến thuộc thì chúng ta không bao giờ gặp nhau. Thầy nói vừa sáng đó, khác gia đình, khác cung xứ, khác dòng họ. Sao mà nếu mà bình thường không phải là đại chúng Đức Phật không bao giờ gặp nhau. Quý vị thân, cho nên nhờ đệ tử Đức Phật thì chúng ta gặp nhau khác quốc gia. Bây giờ mà nhờ đệ tử, quý vị trân quý lời dạy Đức Phật rất là hay. Different country, different family, different area, different time. But when we are disciple of the Buddha, especially well trained disciple of the Buddha, our time is very easy for us to meet together. Rất là quan trọng, cho nên nhờ vậy thì chúng ta được cái phước lành này, đó là một cái duyên lớn chúng ta gặp hôm nay. Bây giờ để cho kết thúc cái buổi hôm nay, quý vị có cái thắc mắc hay cái cảm tưởng gì, mời quý vị xin thắc mắc hay chia sẻ, mời đại chúng, dạ mời cô. Sangha building đó là có nghĩa là tăng thân á. Sangha tức là đoàn thể, là đệ tử của Đức Phật từ 4 người trở lên. Building là tiếng Mỹ, tiếng Phạn. Sangha có nghĩa là đệ tử của Đức Phật. Sangha là tiếng Phạn, mà mình nói theo tiếng Việt đó là những người đệ tử xuất gia của Đức Phật, hay là nữa là những người xuất gia nam, những người xuất gia nữ, những người tại gia nam, những người tại gia nữ. Là Sangha nó gồm 4 từ đó, là người xuất gia nam, người xuất gia nữ, người tại gia nam, người cư sĩ nam và người cư sĩ nữ. Tức là con gái của dòng họ Thích, con trai của dòng họ Thích, nói theo cái từ bình thường gọi là Sangha. Mà khi mà mình đưa đến cái là gì, là xây dựng Sangha building, cái là gì, xây dựng cái đoàn thể của mình càng ngày càng ấm dần, gọi là Sangha building. Rồi cảm ơn cô Chánh nhiều. Quý vị có thắc mắc gì không? Cảm ơn thầy. Con thì con chưa đi chùa, con chưa nghe nhiều, nhưng mà accidentally con practice this for a long long time due to mental health to prepare, travel for the whole family. We do this every day. Every morning we wake up, I'm grateful for I'm able to see, I'm able to hear, I'm able to breathe.
But I mean, based on I started from Lukko maybe more than 5 years, I felt more happiness and I bring that happiness home. And my whole family is so united. We don't watch TV, we play with each other. We talk, and even last month my son said, thank you very much for cooking for me and I love you and thank you for loving me. My son told me that last night. You know, but I feel guilty because as a Buddhist, you know, I don't attend your lesson, I don't go to the temple, and I feel guilty. Am I going to become a Catholic, become my family? But you know, also I really want, I mean, practice the Buddha, right? My grandmother. You say, if we should say another person who follow Catholic, it's 100% Catholic. We are. And I understood what he called. Which is yes, we are only follower. Because in the Vietnam, last time in the ancient time, most of them they follow Buddhism. And Catholics are another religion last time follow. Transmits in Vietnam only more than 300 years ago. Another time somebody converts from Buddhism into another religion, Catholic, right? And then another time they do the wrong teaching. Because the Buddha is a real teacher, but just sometimes we don't have good enough condition. We don't have enough wholesome condition to learn the Buddha teaching with right person, real teaching. But we meet wrong teacher, wrong people. How can we learn right way, right understand, right the Buddha teaching? Right now, Brother Minh Đạo say, I'm 100% Catholic, but right now I studied religious teaching, but at the time it's only half meaning for me. And belief, but only most of belief, but what without Brahmanya, without wisdom. Sometimes I think a different way. Right now, maybe around 1.5 years ago, at the time I would like to learn the Buddha, the Dharma of the Buddha. And sometimes I miss Thầy Di, but Thầy Di and Thầy Sĩ never. I don't know Thầy Di and Thầy Sĩ know each other. But when I search in Google, you see, he tell me the Sangha this morning. And now, when they live in the Dhamma, and Dhamma brother and sister know each other. And that's why, right teaching, but we choose wrong people. How can we learn right Dhamma? So the right Dhamma needs right people, right teaching, and right way, right time. And then we learn each other very fastly. But the right Dhamma, right teaching, but we do wrong people, and sometimes we follow wrong way. So Minh Đạo mentioned here, the Noble Eightfold Path, very important, right view, right thought, right speech, right action. Right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. We have tried anything right, but to select wrong people. And wrong people, so the wrong way. How can we learn the right Dhamma? Now Dhamma Center, right Dhamma Center, with the sister Yudhi. And we learn the right teacher, and teacher Yudhi, yoga teacher Yudhi, so the right way for us, and to learn, we correct again, re-correct. That's why we are here today. Thì thầy nói rất là quan trọng vì chị đã nói đó. Thì cái quan trọng đó, lời dạy Đức Phật đó, nói chung đó là đúng, nhưng mà mình chọn cái người đó mà một thầy giáo hay cái người mà sai đó, thì lúc đó là cái lỗi không phải là cái lời dạy của Đức Phật, mà cái lỗi đó là mình đó, chọn nhầm cái người. Wrong people hay là wrong teaching, wrong person, tức là chọn nhầm cái người. Thì lúc đó người ta chỉ gì cái mình đi theo, cái lúc đó nó thành cái đường mòn luôn. Thì lúc đó cái mình nó theo đường xưa đường cũ, cuối cùng mình không biết cái lời nào là đúng, lời nào là sai. Khi mà mình chọn đúng cái Right Dhamma Center, tức là cái lớp học yoga này, mà bây giờ cái vị thầy của mình đó là học về cái lời dạy Đức Phật đó, Right Teaching đó, ở từ Buddha, rồi đầu cái mình nó recorrect, là sửa mình đi, we choose,
before a reverse time we choose the wrong way, right now we choose the right way again. Không thì lúc đó mình có cái hướng đi rõ ràng. Cho nên đó, chữ đạo thì nói nó đi không lại đó. Đạo có nghĩa là con đường, đạo có nghĩa là chánh pháp, đạo có nghĩa là hướng đi nữa. Quý vị nhớ chứ nhiều khi quý vị chỉ nói là clear way hay clear path hay là đạo có nghĩa là sáng, đạo có nghĩa là trong chánh đó. Minh là trong chánh thì nhờ cái gì đó thì mình cái gì cũng trong chánh, mà nhất là đúng hướng, đúng đường và nhất là đúng cái lời dạy Phật đó. Right direction, right dharma, dharma sometimes if we do something wrong dharma, asama dharma tức là sai, là cái lời dạy sai đó. Mà bây giờ mình học mà ứng dụng chúng đúng á thì lúc đó cái quan trọng là right people, right teacher. And right teacher, and we choose the right place, Dhamma Center, yoga here. Every day, we close to the right teacher, we learn right way, we learn the right teaching from the Buddha. And then, And it's okay to teach all the people that we have different religion the Dhamma way to for them to be better in their life. À, thầy kể một câu chuyện đó, cách đây có mấy đứa sinh viên người Mỹ á, thì chúng tới chùa, và lúc đó tới chùa ở Austin á, thì mấy đứa mấy người sinh viên đó ở học duy tý á, thì năm 20 thì lúc đó nó học trên cái online là chính trên Zoom á, thì lúc đó cái mấy giáo sư họ cho bạn phải kiếm một cái lời dạy Đức Phật, mà nhất là một cái tôn giáo nào mà bạn theo, thì mấy đứa sinh viên á, người Mỹ có, người Việt có, họ mới thấy cái lời dạy Đức Phật hay đó, thì họ có search trên Google đó, họ nói chứ nhưng mà phải chọn cái chùa nào có tiếng Mỹ, thì họ chọn đúng cái chùa Phật Giảng. Thì mấy đứa sinh viên á là họ học về cái ngành tâm lý học psychology UT đó, thì lúc đó cái họ mới liên lạc, họ xin thầy cho họ 2 tiếng đồng hồ để học Phật pháp. Thì cuối cùng họ nói chứ họ mừng lắm, họ chọn đúng là right teacher. Khi họ hướng dẫn thì cuối cùng thầy hướng dẫn, thì thầy hướng dẫn cái phương pháp thiền tập như mà mỗi khi mình hành trì đó, giống như cô Dư Thúy sau này cô sẽ hướng dẫn. Thì khi mà hướng dẫn rồi đó, thì cuối cùng mấy đứa nó học tốt nghiệp từ UT đó, cái năm 20 rồi đó, cái bây giờ họ ở Dallas nè, cái họ đi về xa này kia, vậy mà họ email thầy đó, họ nói nhờ Dharma teacher, nhờ thầy đó, nhờ dạy cho họ đó mà hướng dẫn cho tụi con biết cái phương pháp tu tập. Bây giờ con vô bệnh nhân, con vô bệnh viện đi làm, mà cuối cùng á, những đó là những bệnh tâm thần đủ thứ chuyện hết, nhưng mà con nhờ cái phương pháp thực tập đó, con hướng dẫn cái thiền tập cho họ đó, con không mừng quá chừng. Mấy đứa sinh viên cảm ơn nên nhắn với thầy. Thì bữa giờ ở UT cũng có, mà xưa thì ở Seattle đó, thì các thầy giáo, trong đó có thầy cô Zen, thầy Minh Tịnh đó, là thầy của thầy Di đó, cũng mời thầy đi xuống cái trường đại học UT đó, hướng dẫn thiền tập cho họ. Và giáo sư họ đem học trò lên chùa, họ hướng dẫn. Thì trong chùa đó nhiều thầy cô, nhưng mà cuối cùng chia sẻ học pháp bằng tiếng Mỹ đó, hình như là giới hạn. Hello, how are you? Oh, bye bye. À, cuối cùng thì họ không có sự gần gũi với mình. Thì may sau họ gặp được thầy sĩ, cho nên thầy Di quý thầy là vậy đó. Thầy Minh Tịnh đó, tức là thầy của thầy Di, thầy của Zen á, ổng là người Mỹ tu hơn 50 năm đây rồi. Cho nên ổng giữ cái tình liên lạc gắn bó hơn 10 năm nay. Thầy hello hay là có qua cho thầy 2 lần rồi, thầy qua cho thầy cũng 3 lần rồi. Cho nên cái từ người Mỹ mà, cho nên cái tình đó, họ gắn kết với nhau. Rồi cuối cùng á, thầy hướng dẫn rồi cuối cùng á, nhờ như vậy đó, thỉnh thoảng thầy đi tới trường họ, nhất là lúc mà thầy ở bên Seattle đó, thì thầy có Jen mời thầy đi tới tới đại học Seattle University đó, thì dạy thầy dựng tập cho họ, thì họ vui. Mà mấy đứa giờ nó lớn, hình ảnh có lưu trên net như cô vừa thấy, các bạn đã thấy á. Và đồng thời đó, quý vị thấy không, ở những ty ở Austin cũng vậy. Thì lúc đó thì chia sẻ, thì mặc dầu như hồi sáng thầy nói đó, mặc dầu cũng cái ngôn ngữ, mà nếu mà một vị thầy nói ra thì nó truyền cái năng lượng trực tiếp, mặc dầu là giỏi hay dở, nhưng mà cái cảm hứng người ta nghe thích hơn. Mà khi mà nghe một cái người dịch chuyển ngữ thứ hai thứ ba thì cũng được, nhưng mà cái sự truyền cảm hứng nó bị giảm này. Vì phần tử nắm được cái gì không?
cho nên do đó mình cái ngôn ngữ nói gì cho nhất là ngôn ngữ của khác nó rất là quan trọng. Mình chuyển ngữ, mình hướng dẫn gì đó, người ta hiểu được mình làm gì, người ta mới đến với mình. Còn nếu mà thầy nói đó, thầy nói are you hungry? Yes, and food here for you. Eat some, bye bye. Thì người ta không cần quý mình. Thì nhờ thầy hướng dẫn gì đó, được từng bước đó, các đứa sinh viên gì đó, nó học cái ngành tâm lý học đó. Bây giờ ứng dụng thiền tập vào trong cái bệnh viện tâm thần chỗ này kia, bây giờ họ rất là thích và rất là quý. Là những cái hai bên chắc master là thỉnh thoảng có thời gian con lên học với thầy này. Thì đó thì thầy nói gì đó, đó là một sự thật đó. Dạ, dạ mời cô. Dạ thưa thầy, con cũng có cái này là con cũng đã nói trong cái lớp học Zoom của mình. Dạ. Là đạo Phật á, Phật dạy rất là thiết thực, rất là thực hành trong cái đời sống hàng ngày của mình. Dạ. Yeah. Thì vì hôm nay có tâm ở đây thì con cũng muốn nhắc lại những cái lời mà Phật dạy. Thí dụ như là Phật dạy là trong cái đời sống vợ chồng chẳng hạn. Thì cô chỉ lấy một cái thí dụ thôi. Yeah. Là nói là vợ chồng cũng như là mình phải sống hòa hợp với nhau, thương yêu nhau, không có cũng như là mình không có cũng như là cheating á. Yeah. Thì cũng như là mình sống làm sao để cho nó hạnh phúc, muốn có hạnh phúc gia đình thì mình phải làm như thế nào như thế nào. Thì Phật dạy là mình phải thương yêu người chẳng hạn như vậy. Thì cái mình muốn người ta thương mình thì mình phải thương người ta chẳng hạn như vậy. Thì nó phải cũng như là có cái sự hợp tác. À, thì Đức Phật dạy là cũng như là rất là thực tế trong cái đời sống của mình, không có đâu xa hết trơn á. Đó, thành ra cũng tiếc là tâm không có vô cái mấy cái lớp trước của thầy. Thầy dạy Phật dạy rất là thực tế, nghĩa là không sát sinh, không trộm cướp, không tà hại này nọ đấy. Đó, ăn chay này nọ. Tại vì khi mà mình ăn chay á là mình sẽ không có giết hại loài vật. Đó, mà mình không giết hại loài vật đó thì mình có cái cảm giác là cái loài vật nó vui thì mình cũng vui theo. Đó, tức là cũng như là bây giờ thì mình không có thể nào thấy được, nhưng mà trong một cái thời gian mà mình làm á thì mình sẽ thấy được cái hiện tượng, cái sự đó nó xảy ra. Thì cũng như là trong yoga vậy, nhớ không? Cô cứ nói là khi mà mình thở hoặc là mình tập này nọ đó thì mình sẽ thấy được cái hạnh phúc của mình. Đó, bởi vì cái hạnh phúc của mình đâu có sai đâu, là khi mình khỏe mạnh là mình vui vẻ thì những người xung quanh mình nó vui vẻ, thấy không? Nó happen ngay ở trong cái gia đình của mình. Mà chính Tâm cũng đã nói, cũng tâm sự với cô là khi mà Tâm khỏe một cái, con nó cũng cảm ơn mình là mình đã vui, đúng không? Nhớ có một lần Tâm nói không? Đó, thành ra cái vui của mình là cái vui của gia đình luôn. Mà Đức Phật cũng nói như vậy luôn. Tức là mình đã áp dụng những cái lời mà nói của Đức Phật hàng ngày mà mình không có để ý tới. Dạ đúng. Đó, cái đó giờ con muốn nói vòng vòng con không được. Dạ. Là con đang áp dụng cái Phật pháp mà con không biết là con đã làm từ rất lâu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không biết là phát là từ lúc con bắt đầu yoga là gia đình con hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn. Thì thầy nói đó, do đó chúng ta học cái lớp học Phật pháp như cô Diệu Thí có nói, những cái lớp học này chẳng hạn như là cách xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng hạnh phúc học đường, xây dựng hạnh phúc xã hội. Cái bài kinh mà kinh xây dựng hạnh phúc trong cái đoàn thể học đường, gia đình và xã hội rất là quan trọng. Cái nền tảng đó, cái lớp học mấy cô đã trải qua rất là căn bản, thầy sẽ gửi cái đó cho cô Diệu Thí. Rồi sau đó mình học từng bước á, càng học càng thấm, các ngài nói là ăn xì dầu là thấm vào lâu, hay là nói cái câu đơn giản là ăn mắm nó thấm vào lâu á. Nhưng mà ở đây á, mình nhà chùa mình nói là ăn xì dầu nó thấm tương thấm chào, nó thấm từng lần cái mình học đó, mình trải qua công thời gian thì lúc đó mình đây. Cho nên nói mỗi chúng ta khi mà mình học, mình hiểu được lời dạy Phật, hiểu cái lời dạy Đức Phật á, chúng ta là nhà hoàng pháp viên, là hoàng pháp viên, Dharma spreader, Dharma propagation teacher, people are hungry to the right way, right path, right teaching, right Dharma center, and are hungry for the teaching more and more strongly.
để chúng ta theo cái đường Phật nó vững hơn, và nhất là phải có cái thời gian để học Phật. Thì hiểu như vậy đó, thì thầy nói đó, sở dĩ mà mình đạo đến với mình á, chẳng lẽ cho anh ăn là anh đến là không có. Người ta phải có gì trong đó, cái sức ăn trong linh á, nhất là cái lời dạy đúng, người ta hiểu với mình rồi người ta mới tới với mình. Cho nên đến với đạo là hiểu trước á, thầy nói đó, rồi sau đó mới có niềm tin. When we want to follow Buddhism, or from understanding the Buddha teaching first, and then we have a strong confidence and faith. Without understanding the Buddha teaching, without belief, you see. And belief, faith, or confidence, all we go with Vanya wisdom. And our time we have together, our time I did with Samo. One symbol, the birds and the wind, two hands. The birds have two wings, you see, can fly in the sky, can enjoy fresh air. But only the belief is sometimes wrong. Thì thầy nói thì cái đó rất quan trọng. Thì nói tóm lại thì đại chúng chúng ta khi mà hiểu lời của Phật dạy đó, cái quan trọng là chọn đúng cái đạo tràng, chọn đúng người đó. Nha, thì lúc đó cái đạo tràng đó, mình học những cái gì hay trên đời từ cái đó. Thì khi nhờ vậy đó thì mình yểm trợ với nhau thì cái gia đình mình hạnh phúc lòng lòng. Cũng như vậy, cũng cái thời gian đó mình chọn wrong Dharma Center, wrong teacher, wrong people, and now we learn something wrong. Con đi vô nhiều lần lắm rồi, thành ra nó nói vô mà con không hiểu hết. Thành ra đạo Phật giống như nó là con chỉ theo ba mẹ thôi chứ con không có hiểu như bây giờ. Thành ra nó không có một là cái gì đúng chỗ và đúng thầy thì mình nó hiểu được con. Đại chúng cho chào con tay câu này ha. Đó cho nên chị nói qua tiếng Mỹ câu đó cho anh Minh Đạo nghe coi. You know I told him that I went to the temple many many times before because I'm older than 40 now. But you know Buddha is nothing for me to understand. Like I don't understand anything until maybe the last 5 years when I started with her. So the right the right center, the right teaching will help me understand better. Because I listened to Buddha how many years? 40, close to 40 years, but I did not even understand what it is. So, the right people, yes. Very important. Right place and right teaching. Right. Right teacher. Right. Thôi bây giờ mình nói đi, rất ăn đường. Nhưng mà thời gian mình còn học ở trên lớp Zoom thì thứ ba, thứ năm thứ bảy lúc 6:30 hiện tại thì cái thời gian như vậy. Sau này nếu có thay đổi thì chúng ta có thể thay đổi như thế nào, nhưng hiện tại là như vậy. Thì nếu mà quý vị có muốn thời gian thích hợp chúng ta ở khác nhau, múi giờ thỉnh thoảng cũng khác nhau, nhưng mà chúng ta có cái thời gian cố định đó, chúng ta vào đó để cùng cho học Phật pháp, để hiểu Phật pháp. Bởi vì ngày nay chúng ta có phước lắm, mọi chỗ mà chúng ta mở thần thông lên là biết liền. Phước rất là nhiều, cho nên hồi xưa cách đây vài năm, thậm chí chừng 2 năm nay, mình muốn đi học Phật pháp, mình phải đi tới đâu chùa, mình tới đạo tràng phải mất thời gian nhiều khi á, wrong teacher, wrong people nữa. Thế vì sao? Còn đây mình ngồi thì hôm nay mà quý vị gần với nhau, hiểu được như người thương mình nhiều hơn. Mình đến với nhau là mình hiểu được nhau nhiều hơn. Anh Hoàng Ái đồng ý đó, quý Phật tử mình đồng ý không? Mình có tiếp xúc rồi mình mới hiểu được con người thật hơn. When we have a good connection, good time, good opportunity, our time we grow together, our time we understand each other more and more. Even when we are not studies on Buddhist study or Zoom, visual meeting, how can we know? Cho nên rất là quan trọng đó. Thì hôm nay thời gian nó đã hết rồi, mà đại chúng muốn khao khát nghe nữa thì hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian. Như chị mới nói, đến chồng mới nói đó, con muốn đi chùa với ba mẹ nhiều khi á, cũng cái niềm tin nhưng mà không có ai hiểu, không có gặp right people ở đây có nghĩa là right teacher hay là right teacher hay là right people hay là right practitioner đó, right cultivator, tức là cái người được hướng dẫn đúng. Thì lúc đó nhiều khi mình chánh pháp là đúng nhưng mà nhiều người chọn cái người sai thì lúc đó mình cũng sai luôn. Quan trọng lắm đó nha quý vị. Cho nên á, mình á, Phật pháp là the Dharma of the Buddha beyond time, have value beyond time. Come and see, come and hear, come and understand it.
come and practice, come and enjoy the flower and fruits of peacefulness and happiness right here, right now in the present life. Ông pháp và pháp có cái gì? Đến để mà thấy, đến để mà nghe, đến để mà hiểu, rồi đến để mà thực hành, đến để mà học, không phải đến để mà tin thì bị tham. Đến để mà hiểu, come and understand first, not come and believe. No, it's not correct Buddha teaching. Ông đến để mà hiểu, đến để mà nghe, đến để mà thấy, đến để mà học, rồi đến để mà thực hành. Learn first, cô dù thí và các bạn ở đại học có biết đó. Learn first and practice together. Learn not enough. The teaching of the Buddha not enough. Learn something a lot first. Don't practice. When there's somebody say something, but all the time we become angry with our loved one. How can we learn? Đó cho nên rất là quan trọng. Thì ở đây thầy nói rất là nhiều trong cái lớp học sinh. Thì ở đây chị Tâm và các bạn ở đây, các vị ở đây mà khi mà học Phật pháp rồi hiểu thêm, thì mỗi ngày chúng ta, mỗi tuần chúng ta có học như vậy đó, rất là phước lành. Chúng ta mở cái thần thông lên, cái là internet, cái là tiếp xúc được. Hồi xưa muốn đi học phải tới chùa, mất thời gian, tốn xăng, đủ thứ chuyện. Bây giờ chịu khó cái thằng ma ngồi đậu lên đây, hay tôi ngồi đậu lên mệt mỏi chút, là hiểu lời dạy Đức Phật liền. Nhưng mà quan trọng là right people hay là right teacher, nó rất quan trọng. Thầy nói đó, right teaching but without right teacher we learn something wrong. Nó rất quan trọng đó. Cũng là cái đạo tràng yoga mà chu wrong teacher and we learn wrong teaching. Rất là quan trọng. Cho nên đó, quý vị đó, đến với nhau mà phải nắm được, mình phải có cái sự giao thoa, nhất là mình chọn cái người đúng. Mà người đúng nó cho mình nhiều cái tình thương. Bởi vì á, người ta cho tiền bạc á, thì mình quý, nhưng mà hàng có mua vật cho có hàng buổi sáng buổi chiều bái bài. Nhưng mà chọn người đúng, cho cái lời dạy đúng, thì lúc đó cái tình thương và gắn kết rất là sâu sắc. Mình nhớ hoài thôi, xây dựng đạo tràng hoài thôi. Thì thầy nói thì nhiều, để dành thời gian chúng ta sẽ tiếp xúc cái lớp học Zoom nữa. Thì những vị mà muốn tiếp xúc thêm thì ở trên Zoom, quý vị có thể có cái ID number đó, anh quản ái hay là cô dự thí hay là quý Phật tử ở đây, thì có thể nắm có cái ID và cái passcode đó nằm mới thì quý vị học thêm. Giờ đó là con lái xe vòng vòng. Lúc nào mà muốn giờ thích là không là xem trong YouTube lại. Thầy có để YouTube là vô dòng ship YouTube rau cơm đó là pháp nhãn thêm một. Quý vị nghe lại, thầy tranh thủ thời gian. Bên cạnh thầy là có những người giúp thầy, chẳng hạn như sư cô Hạnh Minh, cô làm YouTube á, thì có đại chúng chúng ta học nè. Sở dĩ mà chúng ta có những cái bức tranh này cũng nhờ cộng sự, và bên cạnh là thiết thực hôm nay là nhờ anh Minh Đạo, Minh Đạo lái xe và khiêng cái thùng này giùm thầy. Helpful driver. Helpful driver. This morning with our brother Tam Đạo and we are, I'm not here. And right now, Tam Đạo and me and I are here for you and you are there for me. Every time we are happy more and more. Thì nói cho tóm lại, hãy chúng ta tạo ra nha. Thì để kết thúc cái bài này và kết thúc cái nguyện đêm công đức này đó, mời đại chúng hát cái bài hát bài tàn khúc liền về khúc này. Nha. Now we sing the Vietnamese song again. Nha. And then chúng tôi nha. Ta hạnh phúc liền giây phút này, hai ba. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng ta nguyện dứt hết âu lo. Lòng ta nguyện dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa có gì để làm, không đi đâu nữa có gì để làm. Học buồn tha không xong vội vàng, học buồn tha xong không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, ta hạnh phúc liền giây phút này. Lòng đã quyết dứt hết âu lo, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không giàu khi bước thanh hơi lúc làm, không giàu khi bước thanh hơi lúc làm. Lòng thanh thang sống trong nhẹ nhàng, lòng thanh thang sống trong nhẹ nhàng. Giờ em biết sao rồi. 1, 2, 3, happiness is here now. I
nowhere to go, nowhere to go. There are no need a hurry. Happiness is here now. I am from my worries. Somewhere to go, something to do. No longer in a hurry. Now we like to say the merits to all living things. Quên đêm mai không ở nước Nga này, hướng về thắp mai thắp Nga nhà, để tự an và chúng sanh đều trọn thành quan an. Now we visit after me in the English. May we be well. May I be well. May we be happy. May we be happy. May we be peaceful. May we be peaceful. May we be healthy. May we be healthy. May we be free from. May we be free from suffering. Suffering. Greed. Greed. Anger. Anger. Illusion. Illusion. Hatred. Hatred. Ignorance. Ignorance. Violence. Violence. And corona. Quickly, may the Buddha, may the Buddha and Bodhisattva bless and protect us. Anytime and anywhere. Sadhu, sadhu, lanthai, lanthai, well done, well done, and excellent, excellent. Buổi sinh hoạt Phật pháp tới đây hoàn mãn, chúng con kính chúc chư tôn đức tăng ni xem những buổi sinh hoạt Phật pháp của chúng con hôm nay được an lành, và kính chúc đại chúng được thân khỏe và tâm an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ xin dừng ở đây, xin hẹn mọi người.